Xin chào tất cả anh em, con xin chào tất cả các chú nha. Hôm nay về được cái mẫu quạt hơi nước nè, quạt phun sương đó. Thì đây là quạt nè. Quạt này thì nó có hai chế độ đó. Chế độ thứ nhất đó, chế độ thứ hai nè. Nó cái này nó có cái điều hướng gió nè. Còn bên đây là phun sương. Phun sương nó cũng có hai chế độ luôn nha. Đó. Nút này là điều khiển bằng cảm ứng. Đó. Ở trên đây là cái khay đựng nước của nó nè. Đó. Cái nắp cao su này chống chống đổ nè. Thì nó xài cây quạt 12 cm, xài quạt 12 cm nè, cánh rất là nhiều luôn. Thì sạc bằng thay si. Thì em mở kiểm tra thì trong đây nó có một viên pin 18650 nha. Có thể anh em có thể mình chế cháo thêm pin hoặc là thêm pin dung lượng cao hơn. Cái này thì mới về nhìn khá là chắc chắn. Để em đo kích thước cho anh em các chú xem nha. Thì cái kích thước mà bề dày của nó, kích thước của chiều dày của nó là được 10 cm nè. Còn bề cao lên, bề cao lên được 21. Bề ngang được 15 năm nè. Đó. Rồi có hai cái mắt phun sương nha. Và thì có hai chế độ gió, hai chế độ phun sương luôn. Nút điều khiển bằng cảm ứng, xài pin 18650. Đó, em quay vòng tròn cho anh em coi xem. Thì cái quạt này nó chế thì nó cũng đầm thôi, chứ không có mát dữ mà không có hú luôn. Cho anh em xài là cũng như vừa thôi, chứ không có nó mà gió nó không mạnh không hú. Cũng vừa vậy đó. Thì giờ nhờ có xương thì nó mát lắm. Nhờ có xương phun ra thì nó rất là mát luôn. Rồi. Đó, cảm ứng rất là nhạy nha. Đó, quay tổng thể cho anh em xem nè. Em mới về, mới nhá thử về thôi. Cái mẫu này giống như em đặt, em xem coi nó ok không. Đặng em đặt số lượng thì cái mẫu này là khá ok nha. Thì về được có 4 cái thôi. Đó, anh em chốt thì giá là 250k bao ship nha. Về được 4 cái thôi cho anh em nhanh tay nha. Tại vì số lượng nó có hạn. Đó, đặt thấy ok em mới lấy thêm. Cái quạt trong đây là 12 cm nè. Sạc thay si đời mới luôn nha, xài rất là bền. Rồi, cảm ơn anh em đã xem nha. Anh em chốt thì điện số điện thoại màn hình giùm em.